Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của Việt TV và trở lại mừng hai Tiến Dũng xin gửi vị bản tin đầu tiên nói về chủ quỹ nhà hàng, tất cả nhà hàng trên toàn nước Mỹ. Đây có thống kê mà Dũng cho rằng chính xác, rất là chính xác các thưa quý vị. Và họ cho biết rằng trong cái mùa dịch như vậy đó, nhiều nhà hàng đã đóng cửa, rồi sau đó mở cửa trở lại thì qua một thời gian dài không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà họ cho chúng ta biết là có những cái dấu hiệu mà những nhà hàng mà chúng ta không nên đi vào hoặc là những người chủ cũng nên quan tâm đến cái bản tin này để chúng ta làm tốt hơn để cho người khách hàng vô cũng feel comfortable mà người chủ cũng có được nhiều khách để mà cái cái à, cái cơ sở thương mại của mình mỗi ngày một gia tăng và họ nói rằng thứ nhất à, những cái dấu hiệu sau đây là chúng ta thấy cái nhà hàng nó bị empty cái nhà hàng empty thì chúng ta không nên vào cái empty tại sao nhà hàng empty cái nhà hàng nó bị vắng khách người ta nói rằng tại sao vắng khách ha à, vắng khách có thể những nguyên nhân tại đây nhà hàng vắng khách tức là nhà hàng ế người ta không vô nhưng mà người chủ nó tại sao nhà hàng tôi ế thì đây là cái nguyên nhân thứ nhất là music nó bị quá ồn chúng chúng ta vào một cái nhà hàng hay là cái quán bar cái quán bar thì chúng ta nghe nhạc hay là chúng ta nghe phải kích động nhưng mà cái nhà hàng thì người ta cần sự yên tĩnh để nói chuyện người ta ăn uống mở nhạc nhẹ nhẹ, nhẹ vô dương thôi cái thứ hai là unpleasant smell một cái mùi suwer hay cái mùi gì đó mà nó khó chịu hay là chúng ta lỡ đem sầu riêng vô khu hay mít vô khu hay là có người nào đó hay là cái cống nó nghe mùi nó bốc mùi chúng ta nên cẩn thận cái mùi đó mùi rất là kỵ trong nhà hàng ngoại trừ đồ ăn thì ok những cái mùi khác thì chúng ta nên cẩn thận vì có thể làm cho người ta mất đi cái khẩu vị khẩu vị hay là vị giác mất đi cái 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 cái, cái, cái uh, advertise rồi dirty table cái cái, cái, cái bàn quá dơ cái ghế ngồi không thoải mái ngồi lắc cái cái két két rồi uh, la lối ôm sùm trong trong cái ồ oh, chúng ta cũng nên cẩn thận vì người ta cần sự yên tĩnh hoặc là người ta ăn uống người ta không muốn distract ví dụ trong nhạc trong cái nhà bếp la lối quá vậy chửi bới hay đập đồ đập dán nhiều quá thì không nên rồi cái bedroom dirty cái là những cái cái mà người ta nói rằng có thể đã tạo ra cho cái nhà hàng đó bị vắng khách và chúng ta vào những nhà hàng mà có những trường hợp này thì chúng ta cũng không nên vào vì nó không có được vệ sinh rồi cái thứ hai là food đồ ăn cái menu có nhiều cái tên quy quá thí dụ như là um, gì uh, đĩa đeo chân hạt hay gì đó là bún hay gì đó thí dụ chưa không biết nhưng mà họ nói là thí dụ ha hay là ngọc ẩn long tu hay là cái là chè ba màu thí dụ thôi thì thí dụ nha tức là cái tên mà nó nó nghe nó không hiểu gì hết á thì chúng ta nên cẩn thận chúng ta ở Mỹ chúng ta đặt cái tên nào là đúng là đúng tên đó dường như gỏi cuốn là spring roll phở là phở không chúng ta không có đặt tên khác gì hết yeah, nên đôi khi mỹ họ họ vô cái nhà hàng việt nam hay nhà hàng mỹ cũng vậy mỹ nhà hàng mỹ mà cái tên lạ quá làm cho họ không biết kiểu gì hoặc là cái menu chúng ta nó quá dài hoặc là chúng ta offer nhiều cái cuisine cuisine là những cái món ăn thuần túy chẳng hạn như chúng ta vào nhà hàng việt nam chúng tôi có bán taco bell À, nhà hàng Việt Nam sẽ bán tắc Bell beo hay chúng tôi có bán uh, Steak cái này của ý mà cái tắc cái beo là của Mỹ mà tại sao nhà hàng Việt Nam không bán phở, hủ tiếu, bún mì mà lại bán tắc Bell beo, bán uh, bán cheeseburger uh, Thí dụ như vậy thì chúng ta nên để ý cái đó ha cái nhà hàng mà cái đồ ăn mà cái nhà menu mở ra là chúng ta nên cái gì mà gọi là cái signature của tiệm như vậy thôi ha cái cuối cùng là cái service chúng ta service thứ nhất là chúng ta không có vui vẻ bước vào mà chúng ta nhăn nhó chúng ta nói chuyện không có được uh, vui vẻ lắm unfriend thì có chừng dễ bị bị phản ứng phụ người ta cũng không có thoải mái rồi uh, unclean nha unclean. rồi uh, cái table như bàn cái ta để đó thì dĩa tách nhiều quá không có gì dọn rồi uh, poor time this tức là khi người ta vào người ta khi dụ cái tay đi vào nhà hàng anh nói là oh, cho tôi phần giả giò, rồi sau đó cho tôi phở giả giò đem ra rồi nhưng mà tôi phở 15 phút sau đem ra thì bị lost appetite liền tức là họ thấy mất ngon liền nên chúng ta nhớ Uhm, nhớ time mình cho đúng giờ ha đó là những cách mà tiêu dũng cho biết rằng người ta đi nhà hàng người ta bị như vậy người ta không thích đồng thời những người chủ thấy điều này xảy ra trong nhà hàng của mình thì chúng ta nên kiểm điểm lại để cho mắt tốt hơn vâng một bản tin kế tiếp nữa thì một câu hỏi rằng khi nào đến tuổi nào the right time to buy a home thật sự ra cũng khó nói tiêu dụ như, nhưng mà cái bản tin này đó 30 tuổi là cái tuổi the best nhưng mà nó có năm cái là cái gì? cái đầu tiên do lifestyle has changed là sao khi mà cái đời sống của chúng ta có một sự thay đổi thí dụ như hai vợ chồng sống ở apartment mình không sao hết nhưng mà đùng cái đứa con thì chúng ta nên nghĩ đến chuyện mua nhà đó là cái đầu tiên nha cái quan trọng nhất có con you have baby nên mua nhà cái thứ hai the right time of year for you là 30 tuổi your age mua nhà là 30 tuổi an cơ lạc nghiệp là 30 tuổi tôi chính chắn không còn ăn chơi không còn party nữa chỉ biết làm ăn để mua nhà 30 tuổi mortgage low những cái Uh, gọi là những cái um, tiền lời phân lời của nhà thấp chúng ta nên mua cái thứ tư là chúng ta có là financially prepare khi nào chúng ta chuẩn bị tiền bạc đầy đủ rồi thứ nhất là đào xuống đủ 20 phần à, trăm và cái cái tiền nhà chúng ta chiếm hai ba mươi ba phần trăm cái income thí dụ như nhà một ngàn chúng ta làm một năm một tháng ba ngàn thì chúng ta mua nhà được rồi nhớ đào hai phần trăm nhà để tránh đi cái phim ơi rồi cái thứ năm cuối cùng you are emotionally prepared tức là khi là chúng ta cảm thấy thoải mái và đã chuẩn bị rồi không còn đi chơi nữa không còn du lịch nữa không còn hẹn bồ đi tiêu tiền nữa thì đó chúng ta mới sẽ đồ để mua cái nhà đó là năm cái yếu tố mà dùng nghĩ rằng chúng ta khi có đủ khoảng chừng hai ba trong đây thôi để chúng ta mua nhà được rồi cái thưa vị nên hỏi câu hỏi là khi nào mua nhà đúng tuổi là đây là cái điều mà chúng ta nên mua nhà rồi finding love đây là bản tin cuối cùng cũng khá là thú vị giúp cho vị có một cái uh, chilios chứ là khoảng uh, vui vẻ chút trong cái thứ bảy theo thông kê mới nhất của cái uh, finder thì họ tìm hiểu khoảng 1.600 người thì họ nói rằng những người mà đi tìm cái relationship cái câu này rất hay cái money at the root of a lot of relationship tức là cái tiền bạc nó là một cái cội rễ gây ra nhiều sự tan vỡ về cái relationship là sự quan hệ mối quan hệ có nhiều người nói là oh, tiền không mua cái gói uh, ngủ không muối gói tốt nhưng mà ngủ không ngon hay là một cái giường gì đó hay vân vân tiền không đeo lại hạnh phúc vân vân nhưng mà thật sự cái bản tin này nó rất là thực tế tiền bạc là cái cội rễ làm tan vỡ mọi sự quan hệ ngay cái relationship uh, không surprise nếu mà chúng ta coi trọng thì phải cẩn thận và họ làm một cái thống kê liền thì 38%, tức là một phần ba họ sẽ coi rất kỹ và gọi là consider rất là kỹ cái một cái relationship với người nào đó nếu mà người đó có nợ ha à, ví dụ chúng Dũng đây một cái cô nào đó cô đó thiếu nợ nhiều quá Dũng cũng đang suy nghĩ oh, nợ nhiều quá tôi giờ tôi trả nợ chết luôn ha rồi khoảng 10 cái số mà um, họ làm một cái thống kê cho những người thanh thiếu niên 18 tuổi đến 35 thì những người này nói rằng nếu mà người bạn của tôi hay là bạn sau này sẽ là bạn đời đó mà thiếu nợ 12 ngàn thì đối với chúng tôi là quá nhiều chúng ta thanh niên mà 18 ngàn là quá nhiều đó gì nữa rồi cái channel X là 35 tuổi trở lên là 15 ngàn thì ok mà hơn nữa thì không được tức là những người ta có bạn bè họ đi đình họ quen đó mà thấy người người bạn phối ngẫu tương lai của mình đó, mà nợ nhiều quá thì họ backup liền họ tìm người bạn đời mà thấy tiền thiếu nợ quá họ backup và cái baby boomer à, 34 ngàn đối với họ là quá nhiều Tại sao baby boomer 34 ngàn? Tại vì cái tuổi này là cái tuổi ví <laughs> Dũng xin lỗi là đổ đốn 60, 65 tuổi rồi mà thiếu nợ 34 ngàn Chỉ có đánh bài hoặc là nghiện nghiện cờ bạc Hoặc là nghiện rượu thôi Hoặc là cái cái thói quen gì đó Bỏ xấu mà bỏ không được Thì những người đó thì nói rằng Cái tuổi mà uh, baby boomer là 65 trở lên đó, Mà họ đây với người nào, họ quen người nào Mà cái ông nó thiếu hay cái bà đó thiếu trên 34 ngàn là no Và họ làm thống kê người, người đàn ông với một người bạn đời của mình trong tương lai mà thiếu nợ trên 40 ngàn thì không được nhưng mà từ 40 ngàn trở xuống thì họ oh, ok. À, người đàn ông rộng rãi nha. Ví dụ như quen cô đó dễ thương đẹp quá đi, thương lắm nhưng mà cô đó thiếu nợ đến 40 ngàn. Ok, I help you to pay là ok nhưng mà trên thì không được. Trên là thì thường họ họ nói là đa số là không. Ngược ngược lại người phụ nữ mà quen người đàn ông mà người đàn ông thiếu 34 ngàn là cho yeah liền. Tức là no way các quý vị. Đó là cái thống kê mà Chứ Dũng thấy được uh, trong một cái fighter.com 1.600 người họ được họ phỏng vấn Và đó là cái bản tin cuối cùng của uh, chương trình Kinh tế với Tiểu Dũng ngày hôm nay Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ bảy Cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân Xin kính chào